Tôi không thể nào chịu đựng được đó. Cậu cút ra khỏi nhà cho tôi. Muốn làm gì? Ăn đi, ăn hết đi, ăn hết đi, ăn đi. Anh sao thế? Em không nói thì em biết làm gì bây giờ? Tại anh thấy tôi hả? Buông em ra. Anh cứ cẩn thận nhá. Anh đang đi toilet mà. Có chỗ nào trên người anh mà em chưa nhìn thấy không? Anh không ăn bò xào nữa. Ông xã, anh nghe ngốm đấy à? Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chuyên mục nói thẳng mất lòng. Muốn gì là phải làm cho bằng được. Không quan tâm tới cảm xúc của người khác. Ghét tiếng ồn, ghét hay nói nhiều, ghét tụi anh mình nói quý vị bỏ thừa, ghét tất cả mọi thứ. Anh đừng có mà dây dưa với thể loại thần kinh ấy nha. Người đàn ông như vậy sinh ra đúng là để làm sở khanh. Tôi cầu xin anh, tôi muốn anh quyến rũ vợ tôi. Tôi sẽ trả tiền cho anh 300 triệu. Chuyện mình giờ đây thôi khép lại. Những cuộc tình không tên chắc cũng chỉ để quên. Ngày mai chẳng ai loay hoay chờ trong phút giây.